Thì cái chỗ bài thực hành số 3 đó là mình học về cái phần ước lượng và kiểm định đó. Thì ở đây cái công thức ước lượng ở trên lớp của mình đó là cho tổng thể cỡ cho mẫu mà có cỡ nhỏ hơn 30 đó, thì công thức ước lượng của mình là x ngang trừ e x ngang cộng e, và e thì nó tính bằng công thức là t alpha chia 2 ở mức n bậc tự do là n trừ 1 và nhân s chia căn n, phải không? Rồi trong Excel thì mình sẽ dùng cái hàm t in này để mà tìm tìm cái t alpha chia 2 này ra, và mình có thể dùng cái e bằng confidence t này để mà tính nguyên cái công thức này, được chưa? Thì ngoài ra nếu mà cái cỡ mẫu mà nó lớn hơn, cái trường hợp cỡ mẫu mà lớn hơn 30 đó, thường mình sẽ dùng cái e bằng công thức như thế này, e bằng z alpha chia 2 nhân s chia căn n, đúng không? Thì ở đây đó là để tìm cái z alpha chia 2 trong Excel thì mình dùng cái hàm nôm chấm s chấm invert. Thì chỗ này lưu ý chỗ này nó sẽ là 1 trừ alpha chia 2 chứ không phải là alpha chia 2 nữa. À, còn nếu mà mình dùng cái công thức confidence luôn á thì nó sẽ là gì? À, mình dùng cái công thức trong Excel luôn, là công thức e này nó sẽ tính trong Excel nè, còn cái này mình tính theo công thức lý thuyết của mình nè. À, thì ví dụ như mình muốn tìm cái z alpha chia 2 trong trường hợp là độ tin cậy là 95% thì mình dùng cái hàm trong Excel là cái hàm nôm chấm invert chấm s chấm invert này. Đây, chẳng hạn đây là thì bấm thử cái công thức này, tính z alpha chia 2 đúng không? Tức là mình tính z alpha chia 2 biết cái độ tin cậy là 95%. Thì ở đây mình trong trong Excel mình sẽ dùng công thức là nôm nôm chấm s chấm invert, đây là cái hàm này, và mình sẽ bấm 1 trừ alpha chia 2 thì độ tin cậy 95% thì alpha nó sẽ là 5%, tức là 0,05, vậy thì mình bấm là 0,05 chia 2 á thì nó ra là 1,96 như cho cái bảng tính ở trong tài liệu trong giáo trình của mình đó, 1,96. Còn ví dụ như ở đây là yêu cầu là tính tính khoảng tin cậy, tìm tìm sai số ước lượng trong trường hợp mà cỡ mẫu bằng 35, độ lệch chuẩn là 10.2, độ tin cậy là 95%, thì mình sẽ bấm cái hàm e bằng confidence norm này vô luôn. Ha. Thì e sai số ước lượng, sai số ước lượng biết độ tin cậy 95%, rồi là độ tin cậy 95%, rồi là cái độ lệch chuẩn, độ lệch chuẩn là 10.2, 10,2 đó, 10,2, và cỡ mẫu là 35, là bằng 35. Đó, thì mình sẽ làm như sau, thì mình dùng cái hàm confidence confidence norm confidence norm, thì chỗ này alpha thì mình lấy 1 trừ gamma, gamma ở đây là 95% phải không, vậy thì alpha mình bấm 0.05 này. Rồi độ lệch chuẩn là mình bấm 10.2, đây trong Excel có dấu phẩy thì là biến thành dấu chấm phải không, dấu phẩy là phân phân cách phần thập phân đó, và cỡ mẫu là 35 thì nó sẽ ra là 3,37 không? Còn nếu mà mình tính theo song sắt nè, tính
tính theo lý thuyết, theo công thức lý thuyết. Công thức lý thuyết của mình đó thì E nó sẽ bằng là Z alpha chia 2 rồi nhân cho S. S đó chính là 10.2 và chia cho căn N. Cái N là QRT, căn N là căn 35. Thì rõ ràng là ra cùng kết quả, đúng không? Đó. Còn chỗ ví dụ trên đây là trong trường hợp là mình tính trong ví dụ 3.1 nè, nếu cỡ mẫu là 20 và cái mình muốn tính cái T, cái TN, T alpha N trừ 1 này, đúng không? Thì tính cái T alpha chia 2 thì biết biết N bằng 20 và gamma là độ tin cậy đó, tin cậy. Bằng 95%. Thì cái này mình sẽ dùng cái hàm là T chấm in. Thì ở đây đó là độ tin cậy 95%, vậy thì cái alpha là 5%, vậy thì chỗ này mình bấm alpha 1 trừ alpha chia 2, 0.05 chia 2. Và số bậc tự do thì chỗ này n mình trừ đi 1, 20 trừ 1 còn 19. Đấy, cái t nè. Và cái sai số ước lượng. Sai số ước lượng. Sai số ước lượng giả sử chỗ này mình cho cái cỡ cái độ lệch chuẩn mẫu vẫn là gì? 10.2. Sai số ước lượng ở độ tin cậy 95%. Biết cái độ lệch chuẩn mẫu là 10.2 10.2 cỡ mẫu mình lấy 20 luôn ha, 20 cỡ mẫu lấy 20 thì lúc này là cái e của mình nó sẽ trở thành gì? Lúc này cái e nó sẽ bằng là mình dùng cái hàm trong Excel luôn á, thì nó là confidante. Mình dùng confidante này nè. Thì alpha thì mình vẫn nhập vô 0,05. Alpha là bằng 1 trừ gamma. Rồi độ lệch chuẩn là 10.2. Và cỡ mẫu là mình bấm 20. Thì sai số ước lượng nó là 4.47, đúng không? Nếu mình tính theo công thức trên lớp. Tính theo trên lớp. Tính theo lý thuyết. Tính theo lý thuyết thì nó sẽ là bằng cái t alpha chia 2 nè nhân cho s. S là 10.2 rồi chia cho kn. Kn là k 20. Thì nó ra vô giống công thức trên lớp cho Excel nè, đúng chưa? Thứ hai nữa là mình tìm cái bảng tóm tắt thống kê. Bảng tóm tắt thống kê này là mình lấy cái số liệu về cái tập tin boy.dat. Tin boy.dat.
tin bao chấm đến à. Thì bây giờ mình muốn tìm cái khoản tin lập bản tóm tắt thống kê cho cái biến hay này. À, lập bản tóm tắt thống kê như ở trong đây. Thì ở đây mình sẽ dùng cái đầu tiên mình vô cái option nè. À, mình chọn cái add in. Chấm go. Rồi chọn cái gói data analysis toolpath này ha. Đó. Sau đó là mình vô cái data nè. Mình chọn data analysis. Mình chọn delete field static. Được chưa? Thì sau đó là mình sẽ chọn cái dùng dữ liệu mà mình muốn chạy bản tóm tắt thống kê, chẳng hạn như đây mình chạy tóm tắt thống kê cho cái biến hay biến chiều cao. Chiều cao. À. Đây, đây mình có chọn tên biến cho nên bấm vô đây. À, mình chọn sức dữ liệu. Để dùng sức dữ liệu thì mình sẽ chọn ngay ở trên cái bảng tính này luôn. Và mình sẽ chọn hai mục đó là Summarize Static và Confidence Level of Mean, tức là tìm khoảng tin cậy cho trung bình đó. Thì đây là bảng tóm tắt thống kê. À, bảng tóm tắt thống kê này thì mình thấy là cái chiều cao trung bình của những em học sinh này là 152.5, cái chỗ này nó gọi là trung bình mẫu nè. Trung bình mẫu. Còn chỗ này là độ lệch chuẩn mẫu. Này là phương sai mẫu, chỗ này là phương sai mẫu. Sai mẫu. Chỗ này là cỡ mẫu. Cỡ mẫu. À, thì cái sai số ước lượng trung bình nó là cái này. Sai số ước lượng trung bình thì đây là bảng tóm tắt thống kê. À, thì bây giờ mình ví dụ như mình muốn tìm cái khoảng ước lượng cho trung bình là mình sẽ lấy cái mean này mình trừ cho cái confidence level này. À. Đây, về cái phần tiếp theo nữa là phần tiếp theo nữa là phần kiểm định giả thiết. Thì trong Excel đó, trong Excel thì nó có cái kiểm định giả thiết như sau, tức là nó cung cấp kiểm định giả thiết cho trung bình tổng thể trong trường hợp là dữ liệu ghép cặp. Dữ liệu ghép cặp nè. À, dữ liệu ghép cặp. Thì trong trường hợp dữ liệu ghép cặp là nó cái hiệu là t-test pair to sample for mean. Còn trường hợp mà nó hai mẫu độc lập mà phương sai bằng nhau đó thì nó lại là t-test to sample summing equal variance. Còn trường hợp mà hai mẫu có phương sai tổng thể được cho là không bằng nhau thì nó dùng cái t-test này. Em thấy cái chữ unequal không? Còn trường hợp mà biết phương sai tổng thể thì nó dùng cái z-test. Z-test. Trường hợp với kiểm định giả thiết một mẫu thì Excel nó không cung cấp cụ thể công cụ kiểm định một mẫu. Nên trong trường hợp này đó thì mình sẽ tạo ra biến mới có giá trị bằng bằng với giá trị của giả thiết thống kê được cho. Cho đó tiến hành kiểm định với trường hợp hai mẫu. Không? Ví dụ như ở đây mình muốn kiểm định cho trường hợp là trong cái file study đó, trong cái file study. Thì cái file study này nó là mình muốn kiểm định xem là cái thời gian học trung bình của những học sinh này, à, thời gian học trung bình của những học sinh này. Rồi. Ở đây mình muốn kiểm định giả thiết xem là thời gian học trung bình của những học sinh này có phải là 120 phút hay không. Ha, kiểm định ở mức ý nghĩa 5% ha. 5% thường nó cho độ tin cậy là 95% đó. Thì mình sẽ làm như sau. Thì đây là cái file study mean của mình này. Thì bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái cột được là study mean theo giả thiết. Study mean theo giả thiết. Theo giả thiết. Thì mình tạo cái cột này thì cái giá trị nó 120 hết. À, giá trị 120 hết. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái chức năng kiểm định giả thiết coi cái hai thằng này nó có bằng nhau không, hai thằng này bằng nhau không. Thì mình vô data nè, data analysis nè, mình chọn cái kiểm định giả thiết trường trường hợp và two sample summing variance, tức là nó không cùng phương sai đó. Đây, chọn này. Thì cái biến thứ nhất là mình chọn study mean. Đó, rồi biến thứ hai là mình chọn study mean theo giả thiết, cái số phút học theo giả thiết á.
Rồi mình sẽ chọn bấm alpha. Ví dụ như đây đề nó cho ở đây đề nó cho là 5%, 5% hoặc là độ tin cậy 95% đó, thì ở chỗ này là mình nhập vô là 0,05 phải không, 0,05. Dùng sức dữ liệu thì mình sẽ dùng sức dữ liệu thì mình sẽ chọn ngay ở trên cái file này luôn, hoặc là chọn cho nó qua cái worksheet mới nè, hoặc là chọn ngay trên cái file Excel này. Mình ở đây thầy chọn ngay trên cái file Excel này luôn, ngay trên cái worksheet này luôn đấy, thì nó ra được cái này đấy. Thì em quan sát cho thầy đó là cái t start này, thường đó là mình sẽ lấy nó có khi nó âm nữa, thường thường đó là mình sẽ lấy cái ABS của nó, ABS tức là giá trị tuyệt đối của thằng này đấy, thì gọi là cái giá trị kiểm định hai đuôi á. T start này là giá trị kiểm định, còn cái này là giá trị tới hạn một đuôi, không, cái này gọi là giá trị tới hạn một đuôi, tới hạn một đuôi. Còn cái này là giá trị tới hạn hai đuôi. Thì bây giờ mình muốn kiểm định giả thiết hai đuôi đó, tức là mình muốn muốn biết là thời gian học trung bình của những người này có khác 120 không á, thì mình so sánh cái t start này nè, t task này với cái giá trị gì t hai đuôi, thấy không. Nhắc lại là nếu như mà mình muốn so sánh xem là cái thời gian học trung bình của những người này có khác 120 không, có khác không, thì mình sẽ so sánh hai cái thằng này nha. Đó, còn bây giờ mình muốn 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 kiểm định xem là thời gian học trung bình của những người này có lớn hơn 120 không, thì mình sẽ so sánh cái thằng t start này với cái giá trị tới hạn một đuôi, không, giá trị tới hạn một đuôi. Cái này là dùng để kiểm định xem, dùng kiểm định xem là trung bình tổng thể có lớn hơn hoặc bé hơn, bé hơn giá trị giả thiết không. Còn cái này, còn cái này dùng để kiểm định gì, dùng để kiểm định xem cái trung bình tổng thể có khác, lưu ý là cái chữ khác với lớn hơn hoặc nhỏ hơn, khác hơn cái giá trị giả thiết không. Thì lưu ý ha. Thì bây giờ ở đây mình thấy nè, nếu mà cái t start này, nếu mà cái t start này, lưu ý là giá trị tuyệt đối nữa ha, giá trị tuyệt đối nữa, trị tuyệt đối của t start này mà nó lớn hơn cái t lytical chu treo, lớn hơn cái này, thì mình kết luận là giá trị tới hạn một đuôi, thì ta kết luận là mình sẽ kết luận theo này, tức là mình kết luận là trung bình tổng thể nó khác khác với cái giá trị giả thiết, khác giá trị giả thiết. À, còn nếu mà nó nhỏ hơn thì mình kết luận không khác. À, cái này là trường hợp là trắc nghiệm hai đuôi đó, trắc nghiệm hai đuôi. Trường hợp trắc nghiệm hai đuôi, còn trường hợp trắc nghiệm một đuôi đó, trường hợp trắc nghiệm một đuôi nghiệm một đuôi là nếu nếu cái t start này, nếu chỉ thì gói của t start
mà nó lớn hơn cái Teletico Guanta, lớn hơn, đồng thời là cái T-Stat này nó âm, T-Stat là âm, T-Stat là âm, thì mình sẽ kết luận là gì? Thì mình sẽ kết luận là trung bình tổng thể à, nó nhỏ hơn cái giá trị giả thiết. Còn nếu ngược lại, cái này đây, cái t stat này nó cũng lớn hơn t ridico nhưng mà cái chỗ này là giống dương, thì mình sẽ kết luận là cái này là trung bình tổng thể này nó lớn hơn cái này. Được chưa? Đấy, thì cái cách kết luận của mình là như thế, cách kết luận là thế này. Đấy, thì bây giờ em xem trong cái bài này thì mình thấy là cái trị đối của t stat này rõ ràng là nó lớn hơn t ridico to cell, cho nên mình sẽ kết luận là ở trong bài này đó. À, trong bài này thì ta sẽ kết luận như thế nào? Kết luận là thời gian học trung bình, thời gian học trung bình, trung bình của học sinh, của các học sinh là nó khác 120 phút. Khác 120 phút à, khác 120 phút. Còn nếu mà mình kết luận theo cái trắc nghiệm ha, một đuôi đó, một đuôi, thì mình thấy giờ cái t stat này nó vẫn lớn hơn cái t ridico quanta nè, không, và mình, cái này theo cái gì thì trong bài nè, cái này là hai đuôi nè, hai đuôi thì mình kết luận như thế này. Nếu một đuôi đó, thì mình sẽ kết luận sao? Một đuôi, một đuôi thì trong cái bài này mình kết luận là thời gian học trung bình của học sinh lớn hơn 120 phút. Đúng chưa? Đấy, thì cái này là kiểm định giả thiết một mẫu, là mình sẽ cạo thêm một cái cột giá trị của cái giá trị giả thiết này đó. Còn trong trường hợp kiểm định giả thiết hai mẫu, ví dụ như chỗ này mình muốn biết là giữa thời gian học giữa nam và nữ nó thực sự nó có khác nhau không? Thấy không? Thực sự khác nhau không? Bây giờ giả sử như mình copy qua đây đi. Và mình sẽ, cái này nó sắp xếp theo giới tính rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ kiểm định xem là thời gian học của nam và nữ thực sự nó khác nhau không? Thì mình cũng chạy cái data analysis nè. Data analysis. Mình cũng dùng mình có thể dùng kiểm định giả thiết trong trường hợp cùng phương sai. Tại thời gian học với nam và nữ, và giả thiết nó cùng phương sai cũng được. Giả thiết nó cùng phương sai thì thế này, thời gian học của nam của nữ nè, mình chép vô đây, mình không, lúc mình chép như thế này thì mình không để tên biến nha. Rồi tới cái thời gian học của nam là để dưới nè, chọn cái ô từ B32 đến B61 phải không? Rồi đây mình cũng chọn 5%, giờ dùng sức dữ liệu mình cho xuất ngay trên đây. Thì trong cái bảng này đó thì chúng ta thấy là thời gian học trung bình của những người nữ là 165, tức là trên mẫu ha, 165 phút, của nam là 117 phút. Thấy không? Và cái quan sát là cả hai nam nữ số lượng như nhau, đều sao đều 30 hết. Thì lúc này mình thấy cái t stat là bằng nhiêu? 2.8, nó dương rồi, mình khỏi giá trị đó được. Rõ ràng là nó lớn hơn cái t ridico to cell này. Đấy, điều đó chứng tỏ là gì? Thời gian học trung bình của nam và nữ là khác nhau, và nữ là khác nhau. Còn trắc nghiệm một đuôi đó, cái này là hai đuôi ha, cái này là hai đuôi nè, kết luận theo trắc nghiệm hai đuôi, này mình gọi là kết luận theo trắc nghiệm hai đuôi này, kết luận theo trắc nghiệm hai đuôi. Còn nếu mà mình kết luận theo trắc nghiệm một đuôi thì sao? Kết luận theo trắc nghiệm một đuôi
thì mình sẽ kết luận như thế này là thời gian học trung bình của nữ, thì mình thấy cái này nó lớn hơn cái giá trị trắc nghiệm một đuôi nè, nó lớn hơn mà nó dương nữa thì rõ ràng cái thằng bên đây nó sẽ lớn hơn bên đây, cái thằng của nữ nó lớn hơn của nam. Vậy thì cái lời là thời gian học trung bình, thời gian học trung bình của nam của nữ nhiều hơn của nam, nhiều hơn của nam. Thì mình thấy là trung bình thường là nữ sinh thì nó sẽ dành thời gian học nhiều hơn của nam sinh. Thì qua cái bài mình chạy cái kiểm định mình thấy kết luận như thế nha.